Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng giải cái con Rubik Phượng Hoàng. Các bạn nghe chữ Phượng Hoàng nghe có vẻ nó ghê gớm, nhưng thật ra nó rất là dễ. Nó đây là con Rubik 3x3 thôi các bạn. Mà 3x3 nó còn dễ hơn nữa là các màu nó gông, nó trùng nhau hết, nó không có phân biệt cạnh này cạnh kia. Như đây là cạnh nè, mặt này ha, tâm là cái viên lớn này, tương tự mặt này tâm. Mấy cái viên ở xung quanh này, bạn thấy giống như góc, thật ra nó là cạnh. Viên này là viên góc nhỏ nhỏ này, tương tự ở đây cũng vậy. Còn tầng 2 thì cái viên mình xoay vậy nè, cái viên đang đứng chính giữa nè, nó là viên tâm. Nó giống như cái cạnh mà là tâm. Còn hai cái đầu này, cái viên hình viên đạn này, hình con nhộng này, là cái viên cạnh. Còn mấy cái màu này không cần phân biệt, quay đâu nó cũng đúng hết. Rồi. Và nó có cái đặc biệt giống như con Fisher là cái con màu xanh này nè, đầu này cũng đúng, quay lại đầu này cũng đúng, cho nên sẽ xảy ra cái trường hợp là khi bạn lật cái cạnh cuối á, có thể sẽ có trường hợp là số lẻ, lật số lẻ, lúc đó mình chỉ cần lấy ra quay lại là xong. Đó là những gì mà lưu ý về con này. Ngược ngoài ra, con này nó còn có cái hình dạng là lởm chởm, cho nên là một số bạn mới chơi biến thể có thể hơi rắc rối một xíu, nhưng mà chơi quen rồi thì chơi vài con biến thể là thấy nó cũng bình thường và rất là đơn giản. Rồi, mình xáo trộn lên ha. Rồi, chúng ta bắt đầu giải cho con Phượng Hoàng. Thì mình lấy cái tâm đỏ đây. Rồi, đưa cái cạnh vô, đưa vào. Đưa vào. Đưa vào. Cạnh như này. Quay lên. Quay qua đưa vào. Rồi, ta được cái bốn cái cạnh đỏ, rồi ta đưa góc đỏ vô, quay lại, né ra, trả lại, còn góc nữa, đưa lên, né ra, trả lại. Đối với các bạn biết 3x3 nha, chứ còn các bạn chưa biết 3x3 thì hơi mệt à, phải biết 3x3 rồi xong. Bây giờ tới giai đoạn thứ hai là mình lật cạnh, cạnh này bị lật hết trơn rồi. Mình muốn lật lật tâm chứ, xoay tâm. Muốn xoay tâm này thì đây. Xoay tâm này ta đưa cái màu đỏ trên này xuống tất cả dưới. Rồi, né nguyên ba cái được ra sao. Rồi, xoay nó thẳng đứng lại, đưa nó vô, quay nó lên. Tương tự các tâm khác cũng vậy. Đưa nó ra sao. Xoay thẳng lại, không cần hướng nào hết, hướng nào cũng đúng hết. Đưa xuống, đưa ra sao, xoay lại, đưa lên. Rồi, đây cái nữa. Rồi, chúng ta đưa cái cạnh vô, cạnh màu xanh này vô đây bằng cái phương pháp giải cạnh tầng 2 của 3x3. Xong tầng 2, ta giải tầng cuối. Tầng cuối chúng ta sẽ lật cái mặt vàng này, lật cái mặt vàng hết. Ở đây bạn thấy có một cái lật thôi, ba cái nằm, hoặc là ba cái lật một cái nằm, thì đó là trường hợp đặc biệt, nó bị số lẻ. Rồi mình chỉ cần lấy cái này ra rồi đưa này lại lên bên phía bên này là xong. Lấy ra rồi đưa nó vô lại đây. Đây, bạn thấy số chẵn lần, đây là chữ gạch ngang này, đây, F, L, R, U, R, U, Phi, rồi xong. Cũng không cần đúng góc, góc có màu, không cần làm công thức góc, cũng không làm công thức cạnh, đúng cạnh, mà giờ chỉ lật góc thôi. Góc, R, D, R, D,
đi đi ra đề. Rồi năm cái lên đem này qua đi ri đề ra đi ri đề ra. Rồi vậy chúng ta đã giải xong cái con phượng hoàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.